Mỹ phải đứng lên đối phó với Trung Cộng. Theo nguồn tin từ trang The Hill, đăng ngày thứ Tư 28 tháng 7 2020, qua bài viết của Bradley Blackman là phó phụ tá của Tổng thống George W. Bush từ năm 2001 đến 2004. Ngay từ bây giờ là lúc Mỹ phải đứng lên giữ vững lập trường chống lại Trung Cộng và các quốc gia khác. Đã quá lâu Trung Cộng đã lừa dối, lường gạt, đánh cắp công việc của Hoa Kỳ và từ chối tham gia công bằng thương mại tự do không tôn trọng nhân quyền hoặc không tuân thủ các hiệp ước ranh giới lãnh thổ và thỏa thuận quân sự qua một câu chuyện có một kẻ luôn tìm kiếm để bắt nạt những đứa trẻ nhỏ khác yếu thế hơn và lấy tiền ăn trưa của chúng cho đến một ngày những đứa trẻ nhỏ đó đã đủ sức và chống lại kẻ bắt nạt kia và người đó đã dừng lại trung cộng ngày nay là một kẻ bắt nạt thế giới nhưng hoa kỳ không phải là bé nhỏ và mỹ không yếu đuối vậy thì tại sao chúng ta và các nước đồng minh đã cho phép trung cộng trong nhiều năm qua có các vi phạm thương mại trộm cắp tài sản trí tuệ khiêu khích quân sự và thao túng tiền tệ trung cộng đã giả dạng là một quốc gia đang phát triển trong nhiều năm qua trung cộng đã từ chối hoạt động theo luật và đã sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để bắt nạt các quốc gia nhỏ bé hơn phải phục tùng. Nền kinh tế của Mỹ là mạnh nhất trong nhiều năm qua. Trước đại dịch coronavirus và chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ sớm hơn thay vì muộn hơn nếu chúng ta đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Bây giờ và hơn bao giờ hết là lúc để thay đổi Trung Cộng từ một vị trí của sức mạnh. Trung Cộng có một vấn đề mà chúng ta không có, về dân số hơn 1.3 tỷ người phải ở, phải ăn mặc và phải có công ăn việc làm. Dân số đó gia tăng với tốc độ không thể duy trì nếu Trung Cộng buộc phải chơi đúng luật. Trung Cộng không thể đủ khả năng cho một cuộc chiến sẽ phải trả giá quá cao. Thêm vào đó, thực tế về đại dịch lan rộng trên toàn thế giới không chỉ tổn hại cho nền kinh tế mà còn làm tổn hại đến uy tín của Trung Cộng và chịu đựng trước thế giới. Không có nghi ngờ gì nếu mà Hoa Kỳ đưa Trung Cộng vào thương mại và các vấn đề tranh chấp khác, Trung Cộng sẽ phải trả giá cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bất kỳ nỗi đau nào gây ra cho nền kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian ngắn sẽ nhạt đi so với những lợi ích sẽ được thực hiện trong dài hạn. Tổng thống Donald Trump đang có một cách tiếp cận lâu dài với Trung Cộng. Trung Cộng tin rằng Mỹ không có khả năng xem xét và phản ứng ngoài thời điểm này. Trung Cộng thấy rõ sự chia rẽ chính trị nội bộ của Hoa Kỳ là một điểm yếu mà họ có thể khai thác. Trung Cộng có kế hoạch 100 năm, trong khi Mỹ, trong mắt của Trung Cộng, lờ mờ chỉ từ chu kỳ bầu cử đến chu kỳ bầu cử. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình có một vị trí trọn đời, trong khi một vị Tổng thống Hoa Kỳ bị hạn chế nhiệm kỳ. Trung Cộng quá lâu đã có chính sách trì hoãn được tính toán để chờ cho Hoa Kỳ bị loại bỏ hoặc làm Mỹ kiệt sức, Mỹ có sự lựa chọn. Có những quốc gia khác trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam, sẽ chào đón doanh nghiệp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nên luôn luôn tìm cách đa dạng hóa thương mại và không bao giờ đặt tất cả các trứng vào một giỏ hàng của bất kỳ một quốc gia nào. Đã quá lâu trước thời Tổng thống Donald Trump, Trung cộng đã áp đặt thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ trong khi hoa kỳ không hề áp đặt thuế đối ứng với hàng hóa của trung cộng trung cộng đã trút bỏ các sản phẩm của mỹ và các quốc gia khác bao gồm giá cả và thị trường cho các hàng hóa do hoa kỳ sản xuất trung cộng đã đánh cắp tài sản trí tuệ của hoa kỳ trung cộng tham gia vào các hiệp ước thương mại mà họ không có ý định tôn trọng và đã tìm kiếm nắm bắt các kẽ hở để thể hiện thái độ trừ khi và cho đến khi trung cộng bị ngăn chặn Hoa Kỳ sẽ phải chịu đựng, việc làm sẽ bị mất, hàng hóa sẽ có giá cao hơn, tài sản trí tuệ sẽ bị đánh cắp và Trung Cộng sẽ thịnh vượng bằng cách gian lận thay vì cạnh tranh. Tổng thống Donald Trump thay mặt cho người dân Hoa Kỳ đã có lập trường chống lại Trung Cộng trong nhiều mặt trận liên quan đến nhiều vi phạm rõ ràng về các hiệp định, công ước, hiệp ước và các quy tắc song phương và đa quốc gia. Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng nông dân và các nhà sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng của Hoa Kỳ cảm thấy ít bị tổn thất nhất khi Hoa Kỳ tìm cách cân bằng tài chính. Trung cộng coi nền dân chủ Hoa Kỳ là một điểm yếu để khai thác. Chủ tịch tập cận bình không có những thách thức tương tự như một xã hội tự do như tự do báo chí, trong khi chủ tịch tập cận bình chỉ có khả năng cai trị bằng sắc lệnh thay vì đồng thuận và thỏa hiệp. Việc thông qua hiệp định thương mại Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại là một dấu ấn sáng suốt của Tổng thống Donald Trump. Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ, Gia Nã Đại đã được thực hiện và thông qua trước khi đại dịch coronavirus tấn công. Kết quả là Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Gia Nã Đại đặt Mỹ và các đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta vào vị thế mạnh hơn nhiều để đối phó với Trung Cộng và phần còn lại của thế giới. Trung Cộng sẽ là một ngân hàng, theo nghĩa đen, về việc Donald Trump thua trong tháng 11. Trung Cộng không mong muốn gì hơn là Joe Biden đắc cử tổng thống, điều mà Trung Cộng chắc chắn tin rằng sẽ giúp thay đổi vận may của Trung Cộng. Hoa Kỳ có thể nào đặt cuộc cho rằng Trung Cộng sẽ hoạt động để đạt được mục tiêu đó? Kết luận là Tổng thống Donald Trump là một cơn ác mộng tồi tệ nhất của Tập Cận Bình. 4 năm tiếp theo của chính quyền Donald Trump sẽ là một trách nhiệm của Trung Cộng đối với COVID-19. Thương mại, sở hữu trí tuệ, nhân quyền, mở rộng quân sự, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, thuế quan, ngoại giao và nhiều hơn nữa.